Mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhịp sống trẻ của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp sống trẻ, chương trình do Trung tâm Tin tức Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện và được phát sóng định kỳ vào lúc 9 giờ 45 phút sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị, vừa qua hàng trăm sinh viên y dược, chủ yếu là sinh viên năm thứ tư trở lên tại các trường có đào tạo về ngành y thuộc thủ đô Hà Nội, Thừa Thiên Huế và Thành phố Hồ Chí Minh đã tình nguyện đăng ký tham gia chiến dịch phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 với mục tiêu là xây dựng môi trường an toàn cho cộng đồng. Đồng thời điều này cũng phát huy được chuyên môn cũng như tinh thần xung kích của sinh viên ngành y. Tại Thành phố Hồ Chí Minh,